Bạn đang cần ngắt trang tại đoạn văn bản này. Chả có nhẽ lại ngồi ngắt trang thủ công bằng cách gõ Enter từng dòng như thế này thì không biết bao giờ mới xong. Không nha, bạn dùng ngay phím tắt được hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Rất đơn giản, bạn chỉ cần bấm đồng thời tổ phím Ctrl Enter, vậy là bạn đã ngắt trang xong rồi đó. Đừng quên mua ngay cuốn sách này tại phần bình luận của video để thành thạo Word và giải quyết công việc của bạn nhanh hơn nhé.